Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình bắt đầu mình tập chơi bên cái tản nhiệt nước các bạn. Tản nhiệt nước thì các bạn biết là tản nhiệt nước nó có dòng all-in-one đó bạn. Nó sẵn của hãng làm ra thì mình chỉ cần gắn thôi, rất là đơn giản. Hôm nay mình chuyển sang mình mở rộng ra thêm một xíu, mình dùng cái tản nước custom các bạn. Thì custom tức là mình có thể tùy biến về ống nè, về những cái mở rộng khác cho cái tản nhiệt nước theo ý của mình, nó được dễ dàng hơn. Mình không có nhiều chuyên môn mảng này, hôm nay cũng là tập tành thôi, mình cũng làm quay lại clip cho các bạn tham khảo thêm ha. Thì nước custom thì nó có hai loại chính ở đây, là những cái sản phẩm giá gọi là cũng là rẻ trên thị trường thôi nha các bạn, tức gọi là dòng sản phẩm tản nhiệt nước custom giá rẻ thôi. Nó còn có nhiều cái loại cao cấp khác nữa, thì mình cũng mới bắt đầu tập thôi, nên là mình sẽ dùng cái loại khá rẻ các bạn để mình thử nghiệm ha. Thì mình giới thiệu hai cái loại chính các bạn. Cái loại đầu tiên á, người ta nói là tản nhiệt custom ống mềm. Ống mềm là ống nha các bạn. Mà thấy nhìn giống cái ống bơm nước rửa xe ha, thì nó mềm như nè. Rất là dễ gọi ha. Còn ống cứng, ống cứng là cái ống như nè các bạn. Đó, nó cứng thì nó cũng bằng nhựa thôi các bạn. Thì ống cứng này thì khi mà mình có thể uống đường đi theo cái ý của mình và nó cố định vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Và tất nhiên thì cái ống cứng sẽ giá sẽ cao hơn là ống mềm. Rồi, một cái bộ tản nhiệt nước custom nó rất là đơn giản các bạn, nó gồm có cái bơm là bơm để nó giúp bơm nước đi vòng hệ thống ha. Cái thứ hai là cái tăng để chứa nước, này gọi là cái tăng các bạn. Rồi cái tiếp theo là cái rác. Đây thì cái dòng nước nóng sẽ được làm mát thông qua cái này nè các bạn. Nó có một cái ống vô và một ống ra ha. Đó, nước nóng chưa vô rồi được cái hệ thống làm mát đi và nước lạnh ra để nó dẫn vào nó làm mát cho CPU hoặc là cặn màn hình các bạn. Rồi, cái này là giống như gắn thêm cho vui các bạn. Cánh quạt để mình thấy nó xoay khi có nước chảy qua nè. Tăng độ đẹp thôi. Đây, mấy cái dòng cao cấp là nó xịn hơn thì nó sẽ có thêm led phía trong luôn các bạn. Là khi nó chạy thì có ánh sáng led bên trong rất là đẹp. Rồi cái này gọi là cái block nữa các bạn. Block này là cái mà chúng ta để đặt lên con CPU á, để giúp cho tản nhiệt con CPU các bạn. Ở đây mình sẽ có một cái block cho AMD, một block cho Intel nữa các bạn. Thì cũng giống nhau các bạn, nó cũng có những cái lá kim loại bên trong các bạn ha. Dòng nước nó chảy qua những lá đó, nó giúp cho làm mát đi. Và cái nước nóng nó sẽ chạy theo những cái ống để về cái rát này. Rát này mà rát này rát 120mm nè các bạn. Ở đây mình còn có cái rát là 360 nữa nè. Đây rát 360 khi mà chưa gắn fan nè các bạn. Đó. Thì tất nhiên cái rát lớn thì nó sẽ giúp cái hệ thống nó tản nhiệt tốt hơn, cái hiệu năng gọi là hiệu năng cao hơn đó các bạn. À, đây là rát 360 ha. Ngoài ra nó còn rát 240 và 480 nữa bạn. 480 thì nó sẽ gồm 4 fan nè bạn. Còn 240 thì chỉ có 2 fan thôi. Đó, khá là để mỹ ha. Còn bên ống mềm thì các bạn thấy đơn giản hơn. Đầu nó có rãnh răng này giống như cái máy bơm nước vậy các bạn. Rồi sau đó mình chỉ việc là gắn cái ống vô các bạn. Gắn ống vô, sau đó nó có cái khuyên kim loại nè để nó bóp nó giữ cái ống lại. Đó, thì khi mình gắn vô nó sẽ làm vậy nữa các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ demo mình ráp thử một cái hệ thống ống mềm trước. Trên mình ráp vào khay luôn các bạn để các bạn tham khảo ha. Rồi hôm sau nữa mình sẽ làm clip về mấy cái ống cứng này. Thì ống cứng này đã được bẻ sẵn rồi các bạn. Tức là đã được bẻ rồi ráp vô khay rồi, giờ mình tháo ra. Hôm sau mình sẽ làm mình sẽ giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta cuốn ống luôn ha. Rồi. Rồi. Mình đã lắp ráp lại xong rồi các bạn. Thì cái nguồn là nguồn tính máy sử dụng mình ha, Smart RGB 700W. Đây, cái lắp như siêu mà có hai cái ống. Thì hiện tại bây giờ mình làm ống mềm trước nha các bạn. Và cái men này mình có giới thiệu trong clip trước rồi các bạn, RAM 3 Formula á. RAM 2 GB Kingston 27X 4 GB nhân 2 là 8 GB thôi. Còn trong đây là con VGF3680 các bạn, nó có TDP là 130W á, cũng khá là nóng. Quạt rồ K620 Maxwell. SSD để chạy Windows là mình dùng SSD 240GB nha các bạn ha. Mình test trên cái RAT 120mm. Đây thì nó có hai trường hợp nha các bạn. Ví dụ ở đây mình cho nước nó bơm vô RAT nha các bạn, xong đó nó mới dòng vô CPU cũng chạy vô đây và lại. Cái trường hợp tiếp theo là các bạn bơm thẳng vô nước, bơm thẳng ra CPU luôn các bạn, rồi xong nó dòng về qua RAT mới chảy vô nước vô cái tăng này lại. Đó thì mình đang thử theo cái hướng hơi nghịch xíu. Đó, các bạn thấy cũng đơn giản ha. Rồi, bây giờ mình chưa có cái nước chuyên cho nó. Lấy nước suối la vi vô đỡ luôn nha các bạn.
cái này là nó còn nước cũ nó động lại trong cái rác đấy các bạn, bây giờ nó pha với la vi thành cái màu thường thường đấy các bạn. Rồi ok các bạn, thì bây giờ như vậy là các bạn có thể ráp vô khay thôi. Chúng ta xếp dây rồi chúng ta cố định mấy cái ráp này, cái tăng rồi cái bơm vào cho nó hợp lý nữa các bạn. Thì cái hiệu năng của một cái tảng nước custom này nó phụ thuộc nhiều yếu tố các bạn. Trong đó là cái bao gồm cả sức mạnh của cái bơm các bạn. Nó sức mạnh cái bơm thì ví dụ nó sẽ tạo ra cái lưu lượng nước á, nó bơm bao nhiêu lít một giờ đó các bạn. Cái thứ hai nữa là nó phụ thuộc vào cái block siêu nhiêu á. Cái lốc siêu lốc xịn thì nó cái lá nhôm lá nhiệt nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai thứ ba nữa là cái rác này các bạn, chất lượng cái rác nó cũng quyết định yếu tố, và cái fan để thổi rác nó cũng làm cái quyết định rất là cao các bạn. Nó giúp cho nhiệt độ ra của nước ra khỏi cái rác này nó mát hơn và nó làm cho người sẽ mát hơn. Đây là lần đầu tiên mình thử cái nước kích thơm như thế này. Nên là có những gì thiếu sót hay là có những cái vấn đề kinh nghiệm, các bạn có thể góp ý thêm cho mình thông qua comment bên dưới nha các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Nhớ sub ủng hộ kênh mình nha các bạn. Cảm ơn.